cho nên là cái độ dốc nó cao, cho nên là khi mà mưa xuống, mưa bão xuống thì nước đổ dồn rất nhanh. Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi. Xin chào, xin chào. Lại là tôi, Miss Xem Gì Đây. Các bạn đã sẵn sàng để cùng xem gì hôm nay đi khám phá thế giới ngay chưa nào? Từ trước tới nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng MC là một nghề vừa có tiếng vừa có miếng trong xã hội. Lúc nào cũng quần là áo lượt, nhan sắc xinh tươi xuất hiện trước công chúng. Nhưng sự thật đằng sau mỗi chương trình lại khác xa với điều mà chúng ta tưởng tượng. Hóa ra từ trước tới nay, những gì bà con cô bác nhìn thấy qua màn hình TV đều là những cú lừa thế kỷ. Vậy còn chờ gì nữa mà không cùng Miss Xem Gì đi bóc phốt những sự thật cực sốc của các biên tập viên trên sóng truyền hình ngay thôi nào. 1. Thời trang phàng thời sự. Nếu như các bạn là fan hâm mộ ruột của bộ môn hóm hớt lúc 7 giờ mỗi tối này thì hẳn là sẽ nhận ra một điều, các biên tập viên nữ chưa bao giờ đụng hàng trong mỗi bản tin. Dường như mỗi lần lên hình là lại xuất hiện trong một bộ quần áo mới toanh, khác hẳn với các tập trước. Vậy thì liệu có phải các chị em ở đài truyền hình đã đầu tư tiền tỷ vào quần áo để mỗi ngày mặc một bộ hay không nhỉ? Thực tế thì họ có bí quyết cả đấy các bác ạ. Trong suốt 365 ngày làm việc của mình ở đài truyền hình, biên tập viên thời sự Thu Hà cho biết, cô nàng có tới 50 bộ áo dài và sẽ mặc một lượt quần áo trong nửa năm đầu và phối đồ khác vào với nhau khi diện lại đồ cũ để hình ảnh của mình luôn được mới mẻ. Chưa kể rằng, những góc khuất trong nghề biên tập cũng khác xa với những gì mà khán giả tưởng tượng. Khi lên hình thì trông họ cực kỳ lung linh, nhưng những hình ảnh phía sau ống kính đã tiết lộ sự thật hài ẻ về nghề này. Đây là khi lên hình của biên tập viên Anh Tuấn và Hoài Anh, trông cực kỳ chỉnh chu và thanh lịch. Nhưng khi ảnh hậu trường lộ ra thì khán giả mới hiểu thế nào là bên trên kín đáo, dưới chân dép lào. Nhất là khi thời tiết trở lạnh thì các nữ biên tập viên càng tích cực diện mốt thời trang dưới đông trên hạ như là biên tập viên Hoài Anh để giữ ấm cho cơ thể. 2. Phóng viên sĩ khỏe quăng luôn điện thoại. Nếu đang trong giờ học mà các bạn lại quên tắt chuông chiếc smartphone thân yêu của mình và trùng hợp là ngay lúc đó lại có cuộc gọi tới thì các bạn sẽ làm gì đây nào? Còn làm gì nữa? Chạy ngay đi, trước khi điện thoại bị tịch thu chính là đáp án tốt nhất. Nhưng trong trường hợp này của phóng viên sĩ khỏe thì chuyện bỏ trốn ngay trên sóng là điều chẳng thể nào xảy ra. Vậy nên ông đã có pha chữa cháy khiến khán giả sửng sốt. Trong bản tin thời sự trao buổi sáng, khi đang phỏng vấn khách mời trực tiếp về những hình ảnh của cơn bão số 2 với tỉnh Lạng Sơn, thì chiếc điện thoại phản chủ của phóng viên sĩ khỏe đã bất ngờ đổ chuông. Nhưng điều khiến khán giả theo dõi bản tin ngỡ ngàng và ngơ ngác chính là phóng viên sĩ khỏe đã không ngần ngại ném luôn chiếc điện thoại ra xa để không làm gián đoạn chương trình. Theo như Miss Xem Gì tính toán, với lực ném và vận tốc bay như thế kia thì rất có thể sau khi tiếp đất, chiếc điện thoại đã nứt màn hình và hỏng cảm ứng, tạo điều kiện cho phóng viên sĩ khỏe về xin vợ mua điện thoại mới. Nhưng phản ứng nhanh nhạy vì nước quên thân của ông cũng được nhiều khán giả đánh giá là cực kỳ chuyên nghiệp khi không để chuyện riêng ảnh hưởng tới buổi ghi hình trực tiếp. 3. Phóng viên Lê Hồng Quang mất điện thoại. Sự cố hy hữu xảy ra ngay trên sóng truyền hình quốc gia đã khiến nhiều người đặt ra nghi vấn liệu rằng phóng viên Lê Hồng Quang có cần anh em Việt Nam sống tới giải cứu chiếc điện thoại giúp anh chàng hay không. Trong bản tin thời sự 7 giờ tối, khi biên tập viên Hương Linh kết nối trực tiếp với phóng viên Lê Hồng Quang ở Brussels, Bỉ để nói về chủ đề châu Âu phản đối việc kỳ thị người Hồi giáo. Nhưng điều đáng nói là sau câu hỏi, phóng viên Lê Hồng Quang vẫn đứng yên như trời hồng với khuôn mặt cực căng và liên tục thì thầm, mất điện thoại rồi à. Và câu nói này của anh đã được thu chọn, phát trực tiếp ngay trên sóng truyền hình. Sự căng thẳng trong vẻ mặt của anh đã ngay lập tức xuất hiện trên màn ảnh của hàng triệu khán giả bản tin thời sự 19 giờ. Sự cố hài hước này đã khiến không ít khán giả phải bật cười. Ngay sau đó, nhà đài đã tắt tiếng của phóng viên Lê Hồng Quang và biên tập viên Hương Linh lý giải là lý do tín hiệu yếu khiến anh chàng ở bên kia bán cầu không nghe thấy gì. Tuy nhiên, theo nhiều trang tin, diễn đàn trên Facebook đã đăng tải clip về đoạn kết nối này và vội vàng suy đoán phóng viên Lê Hồng Quang bị mất điện thoại. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, chỉ đơn giản là mất sóng thôi mà. Nếu như bị mất điện thoại thật, thì phóng viên Lê Hồng Quang hãy cứ mạnh dạn ra tín hiệu SOS để anh em Việt Nam giải cứu nhé. 4. Cái mũi hơi ngứa. Dù biết ngứa và được gãi là nhu cầu của hầu hết 8 tỷ dân số sống trên cái hành tinh này, nhưng khổ nỗi, những người thích ngoáy mũi thì thường không được làm MC của đài truyền hình bao giờ, nên trường hợp của MC Tuyết Vinh gãy mũi trên TV bỗng nhiên trở thành chuyện lạ hiếm gặp.
khi đang dẫn chương trình Người đưa tin 24 giờ truyền hình trực tiếp cùng MC Phương Hiếu trên đài truyền hình Vĩnh Long, thì cô MC bỗng nhiên có một hành động hồn nhiên như cô tiên là đưa tay lên gãi mũi. Và hình ảnh này đã bị khán giả xem đài chụp lại màn hình và ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao đang lên hình mà nữ MC có thể làm ra hành động kém duyên như vậy? Thực tế thì không phải là cô nàng cố tình làm vậy để kiếm fame, mà chỉ là anh camera hư hỏng đã lỡ tay ấn nhầm vào nút truyền hình trong khi đang chiếu đoạn video nói về mô hình nuôi cá. Còn cô nàng khi đó chỉ đơn giản là gãy mũi mà thôi. Cú ngoáy mũi thần thánh này đã khiến cô nàng hot dần dần và cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. 5. Cú ngã của Á hậu. Bị khán giả bóc phốt thì Miss xem gì thấy nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp tự bóc phốt mình các bạn ạ. Mà nhất là hình ảnh đó không được đẹp cho lắm. Mới đây, nữ MC xinh đẹp Thụy Vân khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi đăng tải một clip trên mạng xã hội. Đó là hình ảnh một cú ngã bất ngờ của cô nàng Á hậu khi đang dẫn bản tin Chuyển động 24 giờ. Đây được đánh giá là sự cố hy hữu trong một bản tin thời sự trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Khi đang dẫn chương trình Chuyển động 24 giờ, Á hậu, biên tập viên Thụy Vân đã gặp rắc rối với trang phục, nàng hậu mặc áo dài thướt tha, vừa đọc lời dẫn, vừa bước xuống bậc thang sân khấu và đột nhiên vấp ngã. Với bản lĩnh sân khấu và kinh nghiệm dày dặn, cựu Á hậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng lên dẫn tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đính kèm với đoạn clip, Á hậu Thụy Vân hào hứng thách thức mọi người làm được như mình. Em chính thức biến không thành có, biến lỗi sai thành thành tích, thách thức các bạn trẻ vụ này ạ. Sau khi chia sẻ bài viết, Thụy Vân đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và khuyên cô nên cẩn thận hơn. Nàng Á hậu cho biết đây là một trong những sự cố mà cô nhớ mãi không quên được trong cuộc đời làm MC của mình. 6. MC Hoài Anh cười. Đến cười mà cũng trở thành đề tài hot thì chắc chỉ có thể là do bạn đang cười trên bản tin thời sự lúc 7 giờ của kênh VTV1 đài truyền hình quốc gia mà thôi. Còn người cười lại là một biên tập viên kỳ cựu đầy kinh nghiệm. Việc này càng khiến cho dư luận thắc mắc, điều gì đã khiến biên tập viên Hoài Anh cười như được mùa thế kia vậy nhỉ? Vốn là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, biên tập viên Hoài Anh cũng không tránh được những khoảnh khắc lỡ miệng trên sóng. Khi đang dẫn chương trình thời sự trưa, biên tập viên Hữu Bằng đọc sai từ phòng, dự trữ thành dự trữ phòng, khiến Hoài Anh không kiềm chế được nên đã bật cười và sau đó vội vàng lấy tay che miệng. Tuy nhiên, nụ cười duyên dáng của nữ biên tập viên xinh đẹp này lại nhận được cơn mưa lời khen của khán giả và gây sốt trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. 7. Múa ba lê trên sóng truyền hình. Cứ tưởng chương trình ghi hình đã kết thúc, Á hậu Tú Anh đã có hành động nhí nhảnh trước ống kính mà không biết cử chỉ của cô đã được lên sóng truyền hình và được hàng triệu khán giả theo dõi. Mới đây trong chương trình phát sóng, Á hậu Dương Tú Anh đã gặp phải sự cố hy hữu ngay trên sóng truyền hình. Sau khi đã dẫn xong kịch bản chương trình, trên truyền hình đã chuyển cảnh đoạn phim dựng sẵn nên Á hậu Tú Anh vô tư làm động tác múa. Cứ tưởng chương trình tới đây là hết nên cô nàng đang múa điệu múa tan làm, nhưng ai mà ngờ được. Ngay sau đó, chương trình lại bất ngờ chuyển sang hình ảnh ở trường quay, khiến khoảnh khắc hôn nhiên của cô lọt lên sóng truyền hình, được hàng triệu khán giả theo dõi. Dù là sự cố ngoài ý muốn, nhưng hầu hết khán giả đều cảm thấy thú vị về hành động đáng yêu này của cô Á hậu Tú Anh. 8. Nhầm tí gì căng. Mạng xã hội TikTok mới đây đã tích cực lan truyền một đoạn clip nội dung ghi lại sự cố đáng tiếc của một nam biên tập viên thuộc đài truyền hình HTV9 khi đang dẫn bản tin. Cụ thể, trong lúc đưa tin về các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời cứu sống một bệnh nhi 5 tuổi ở Đắk Nông bị đột quỵ não, nam biên tập viên nói nhầm thành các bác sĩ bị đột quỵ não. Sự cố nhỡ lời của anh khiến nữ đồng nghiệp ngồi cạnh không thể nhịn nổi cười. Trước tai nạn nghề nghiệp cùng phản ứng của người đồng nghiệp, nam biên tập viên không giấu nổi sự ngượng ngùng. Anh vừa cười trừ, vừa dùng tập tài liệu đánh nhẹ vào nữ MC để chống ngượng. Đoạn clip này hiện vẫn thu hút được sự chú ý lớn. Phần đa mọi người cũng bày tỏ là không nhịn nổi cười trước sự cố này của nam biên tập viên. May mắn rằng đây không phải là buổi phát sóng trực tiếp nên bộ phận biên tập vẫn có thể chỉnh sửa lại rồi mới phát lên truyền hình. Bên cạnh đó, mọi người cũng khuyên những người làm truyền hình cần cẩn trọng hơn để tránh xảy ra những tình huống tương tự. Không ít người cũng cảm thấy thót tim và thông cảm cho nghề nghiệp của các MC, biên tập viên vì chỉ cần sai một ly là đi một dặm như vậy. Là những biên tập viên đầy tài năng và nhiệt huyết với nghề, nhưng thỉnh thoảng họ cũng có những giây phút hớ hênh trên sóng khiến khán giả phải dở khóc dở cười, đúng không nào? Các bạn ấn tượng với điều gì nhất trong video này? Đừng ngại góp ý với Miss xem gì bằng cách comment dưới video này nhé! Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nha! Còn giờ thì bye bye!